Hello, xin chào tất cả anh em. Và ngày hôm nay mình sẽ dành tặng cho tất cả các bạn một nick ở shop mơ sướng .vn của mình có gì khủng không các bạn nhé. Và như các bạn đã biết thì có khuyến mại đến 500k thì được 1 triệu 2 tiền tiền để các bạn mua nick các bạn nhé. Rồi, khi tất cả các bạn vào mua cái nick liên quân danh mục ác liên quân này thì những cái nick các bạn có thể tham khảo rất là nhiều thư mục ở đấy. Và đặc biệt rằng có một thư mục nó rất là tuyệt vời, đó chính là săn bánh trung thu các bạn nhé. Đây là một mục mà mình khuyến các bạn, nếu các bạn muốn nick nạp và muốn nick mà thừa tiền thì các bạn sẽ vào quay cái này, sẽ có vận máy. Thì cái mục săn bánh trung thu này sẽ có những gì? Đây này, 200 con huy này, một skin bất kỳ này, một skin bất kỳ 10.99 con huy này, 1.000 con huy này, 1 triệu tiền shop này, 10.99 con huy này, một skin VIP SS và 9.99 con huy, hầu như là đều rất nhiều con huy các bạn nhé. Được rồi, thể lệ này. Đấy, bạn sẽ có cơ hội nhận được các skin như Rat Mấy Thoải này, Liana Tấn, Nguyệt Mì Lý này, Phoron Tấn Hề này, Violet Thử Nguyễn Về Thân, Na Thử Nguyễn Về Thân này, Theo Thử Nguyễn Về Thân. Phần thưởng là cốt, bạn vào phần lịch sử quay để nhận nhé các bạn nhé. Cái này thì các bạn nó có thật hay không thì các bạn hãy qua shop anh Mua Ba Việt, nó giống như thế này luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ thì nói chung là để mà nhận được những cái skin tiền tiểu này thì nói chung là giúp các bạn may mắn thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập này và mình sẽ vào. Và mình sẽ vào quay như nào các bạn nhé. Rồi, ok anh em. Để rồi, bây giờ mình sẽ vào quay này. Lượt rồi bắt đầu úp thẻ này. Đấy, rồi bắt đầu chọn các bạn nhé. Săn bánh trung thu, nhấp vào phát. Ôi, ra một phát 9.99 con huy các bạn này. Này, chúc mừng bạn trúng con huy này các bạn này. Mình mà ấn cái ô bên phải này các bạn này, là được một skin SSS này. Đấy, con xuống dưới ở bên phải. Đấy, cái này nó cũng giống như bốc thắm thôi. Đấy, một phát được 9.99 con huy luôn các bạn nhé. Rút con huy này, đấy các bạn nhé. Khi các bạn có con huy thì các bạn sẽ nhấp vào rút con huy luôn này. Đấy, nhấp và rút một lần 84 con huy các bạn nhé. Bởi vì là kiểu cái của mình là mình sẽ nạp nạp trực tiếp vào tài khoản các bạn luôn. Nên các bạn sẽ phải ghi tài khoản game này. Đấy, tài khoản game và mật khẩu game. Thì các bạn cứ nhấp, ví dụ 9.99 con huy các bạn rút cho mình tầm 10 lần thì mình sẽ nạp 10 lần cho tất cả các bạn nhé. Đấy, khi được con huy rồi tiếp tục nào. Không biết có quay đúng skin hay không. Tiếp tục úp thẻ nhé. Hồi này cái bên này là cái skin SS thì mình thử nhấp bên này coi nào. Nói chung quân huy rất khá dễ trúng các bạn nhé. Đấy, nói chung cái này mình chỉ khuyến khích tất cả các bạn nào còn thừa tiền. Thế này. Ồ, sao nhấp được cơ. Ô, lại quân huy các bạn đấy. Lại được thêm chỉ đóng chỉ gì quân huy các bạn đấy. Mình đang tìm cái skin các bạn nhé. Đấy, được tổng cộng mình có gần 2.000 quân huy thôi. Đấy, chỉ 29.000 các bạn nhé. Rồi từ từ để mình coi nào. Chỉ con huy ở skin ở phía dưới nó mình cay, nó toan ở phía dưới các bạn nhé. Đấy thì đây là cái mục mà mình cảm thấy nó rất hay. Nếu các bạn nào mà cảm giác như là các bạn còn thừa tiền ở trong shop ấy thì mình khuyến các bạn có thể rút quay thử vận may coi, chứ các bạn cũng đừng có hy vọng là đừng có tham lam cái gì cả. Bởi vì là chưa chắc là nó sẽ ấy đó. Và đặc biệt rằng các bạn phải hiểu 29.000 này thì các bạn sẽ nạp bao nhiêu ạ? Nó được giảm 100% thôi. Còn có mười mấy nghìn thôi các bạn. Mười mấy nghìn một lượt quay thì chào bò các bạn. Đấy, cho nên các bạn hãy cân nhắc. Rồi, thì chúng mỗi ngày mình sẽ review cho tất cả các bạn một mục các bạn nhé. Khi các bạn nhận được skin hay bất kể là quân huy các bạn nhé, thì các bạn sẽ được ở trong cái thì nó sẽ được add ở trong cái tài khoản này luôn. Thì các bạn sẽ vào mục rút con huy. Đấy, rút kim cương các bạn đấy. Đây có những cái mục rút con huy ở đây này. Số con huy hiện có 1.000 các bạn thấy chưa? Các bạn sẽ có số con huy, hoặc khi các bạn có skin thì nó sẽ hiện cái skin và có cái code skin để các bạn nạp vào và các bạn sẽ có trong ắc. Đấy các bạn nhé, đây 1.000 kỷ 58 quân huy này các bạn này, nhập một phát tài khoản game này, mật khẩu này, đấy rút quân huy một phát, các bạn thực hiện một phát là ok luôn các bạn nhé, là các bạn sẽ có. Bởi vì mình không thể là ghi ở trên này được, bởi vì số tài khoản hiện ra thì sẽ bị mất nick. Đấy thì rút rất đơn giản các bạn nhé. Rồi tiếp tục, và bây giờ mình sẽ quay vào một cái thư mục nick, gọi là một cái thư mục nick để dành tặng các bạn nhé. Bạn nào mà xem hết cuối clip thì các bạn sẽ được một cái nick ngon các bạn nhé.
Rồi, quay đâu đó trời. À đây, mình phải bách lá phát. Mình phải bách bách lá các bạn nhé. Rồi, mình sẽ vào những cái phong vòng quay may mắn các bạn nhé. Đây, những cái vòng quay tặng các bạn một cái nick. Đầu tiên thì 300.000 các bạn nhé. Mình sẽ tặng các bạn một nick 300.000. Mình sẽ quay này. Ắc từ 50 tưởng trừ 5, từ 50 tưởng trừ lên 100% là xuất hiện nhé. 49 tưởng thì nhắn tin cơ la để nhận được 600.000 nhá. Đổi được mật khẩu 100% nhá, không đổi được mật khẩu cùng nhắn tin để cơ lao đến 200%. Ắc VIP 90%. Ắc VIP là như nào? Ắc VIP là các bạn vào cái ắc VIP của cái trang của mình thì nó sẽ hiện 95% skin SS 65%. Chai Zo, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu tất cả các bạn một vị tướng gián, nó không còn mới là gì cho chúng ta nữa, và đây là một vị tướng gọi là một vị tướng meta các bạn nhé. Một vị tướng mà có thể counter bất kể một cái loại sát thủ zone sát thương nào, gọi là sốc sát thương như là thằng Zuka chẳng hạn, hoặc là bất kể những vị tướng như Na Nùng. Và trận đấu này khi team địch cầm Na thì mình sẽ cầm gián để counter Na Garrosh cho tất cả các bạn xem. Và clip này mình sẽ giới thiệu đến cách chơi combo và cách di chuyển của vị tướng gián để cho tất cả các bạn chơi gián thật tốt hơn. Những người nào mới bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu qua từng chiêu thức. Đấy, thì đầu tiên nói đến gián thì chúng ta sẽ nói đến cái phù hiệu. Phù hiệu thì gián nó sẽ phù hợp với hai cái phù hiệu chính, đó chính là má tính hoặc là má chú. Thì má chú thì nó sẽ phù hợp cho gián kiểu zone sát thương hơn, nhưng mình sẽ thích gián theo thiên hướng là hồi chiêu 3. Khi dùng chiêu 3 thì sẽ hồi chiêu 1, chiêu 2 thì mình sẽ dùng má tính các bạn nhé. Đấy, clip này mình sẽ dùng má tính. Về cách combo của gián thì mình sẽ nói rằng gián khi các bạn kích hoạt hai cái nội tài thì nó sẽ được kích hai cái nội tài này từ từ cái pha này từ, rồi kích hoạt chiêu 3 này, rồi chiêu 3, rồi kích hoạt chiêu 3, rồi dùng chiêu 2 các bạn nhé. Đây là cách combo thông thường, nhưng trước khi dùng combo này mình sẽ nói cho các bạn biết, những bạn nào chưa biết về gián thì sẽ nói về cái combo của gián. Khi các bạn dùng một chiêu thức nó sẽ tích một cái chiếu trắng này. Đấy, rồi còn cái nội tài thứ hai là rất quan trọng, nó sẽ có hai cái định lượng đó. Khi các bạn dùng chiêu 1 thì các bạn sẽ dùng một cái nội tài đánh rất là chậm và lượng sát thương to. Còn khi các bạn dùng cái nội tài chiêu 2 ấy, các bạn dùng chiêu 2 thì nó sẽ được dùng chiêu 2 hai lần và được cương hóa trong mỗi đòn đánh các bạn nhé. Thì thường nếu các bạn phám quái thì chúng ta sẽ sử dụng cái nội tài là chiếu 1 thì nó sẽ gây đám to hơn. Và khi trong combat thì nội tài chiếu 1 của nó thì nó sẽ bị chậm. Đây chẳng hạn pha này các bạn thấy chưa, nó sẽ bị chậm và nó chỉ phù hợp cho phám quái. Nên khi tất cả các bạn sử dụng gián đi gánh hoặc chuẩn bị sẽ đánh nhau thì bắt buộc tất cả các bạn sẽ phải dùng chiếu 2 lướt đi. Đấy, các bạn đây, các bạn thấy chưa? Mình sẽ dùng chiêu 2 lướt vào không khí và kích hoạt cái nội tài màu vàng kìa. Đấy, rồi phá này, kích hoạt chiêu 3 này, bấy chiêu 3 này, rồi chiêu 2. Đấy, đánh đơn giản là sẽ có hàng các bạn nhá. Chiêu 3, cái chiêu 3 này này, đâu game nó sẽ không quan trọng nhiều lắm. Mặc dù là lượng sát thương của gián nó đến từ chiêu 3, vì khi các bạn kích hoạt chiêu 3 thì nó sẽ kích hoạt cương hóa những cái đòn đánh. Nhưng con gián nó chỉ mạnh khi đạt level 12. Là cái thời điểm mạnh nhất của vị tướng gián. Tại vì sao ạ? Bởi vì mỗi lần tăng chiêu 3 thì nó sẽ cương hóa trong mỗi cái giai đoạn. Thì khi chúng ta nâng mắc 3 lần 3 chấm vào chiêu 3 đấy. Đây chiêu 3, kích hoạt chiêu 3 với chiêu 2 các bạn nhé. Đấy, combo rất đơn giản thôi. Khi kích hoạt full cái chiêu 3 đấy thì cái lượng cương hóa của gián nó rất là mạnh, và đặc biệt nó sẽ hồi được chiêu 3 và chúng ta sử dụng chiêu 3 được rất là nhiều lần. Có thể dùng được 3 lần, 4 lần và thậm chí các bạn cầm gián này các bạn lướt bét tê lê nhè luôn. Nhưng đó là cái điều ở level 12, chúng ta còn 4 level thôi. Đấy, thì mình sẽ nôm na đang cái combo cơ bản của gián khi tất cả các bạn chơi bắt buộc để mà chơi gọi là combo tốt nhất. Mạnh nhất thì mình không nói mạnh nhất, bởi vì mạnh nhất thì cái loại sát thương ví dụ nội tài chỗ 1 ấy thì là đám to hơn. Nhưng tốt nhất đó chính là các bạn hãy sử dụng cho mình cái nội tài chiếu 2 là cái nội tài màu vàng ấy, thì các bạn sẽ được lướt hai lần chiếu 2. Đúng. Lướt hai lần chiếu 2 đấy, các bạn sẽ outplay đối phương cực kỳ kinh dị và kinh điển luôn các bạn nhá. Đặc biệt là đang chiếu 3 nữa đây các bạn này, cái khoản chiếu 3 này từ từ bình tĩnh thôi, cái pha này mình sẽ đánh trước. Đấy rồi, cái khoản chiếu 3 đấy đánh. Đấy các bạn thấy chưa? Rất là easy luôn. Hiện tại mình mới có 2 chấm các bạn nhá, mới có 2 chấm cho nên cái việc để mà hồi chiếu 3 thì nó vẫn chưa là có đâu. Bởi vì khi ở đây bạn bãi chập từ từ bình tĩnh đây rồi, chạy đi đâu, lướt hai lướt này, mình có hai lướt nhá. Đấy đánh đánh tẹt gán, lướt tẹt gán luôn đấy các bạn thấy chưa. Đấy, cho nên là combo của gián các bạn hãy nhớ, hãy sử dụng cho mình cái combo thứ nhất là chúng tích cái nội tài
chiêu 2 nè, tích nội tại chiêu 2. Và tiếp theo, khi các bạn bay vào combat bắt buộc phải sử dụng kích hoạt cho mình chiêu 3 trước. Và khi kích hoạt chiêu 3 sau 1 giây thì chúng ta sẽ tải kích hoạt chiêu 3 để chúng ta bay vào. Và tiếp theo sử dụng chiêu 2 đánh thương một cái nhá. Nên nhớ là cường hóa được đòn đánh, cho nên là sẽ phải khi kích hoạt chiêu 2 sẽ đánh thương một cái và tiếp theo sẽ dùng chiêu 1 nhanh. Khi dùng chiêu 1 nhanh thì chúng ta sẽ nền luôn chiêu 2 thật là nhanh, cắm vào một tích tắc. Thì trong một bộ combo đấy, khi chúng ta tải kích hoạt chiêu 3 thì chỉ dùng trong vòng 1 giây rưỡi thôi thì các bạn bị đạt chuẩn combo của gián các bạn nhé. Nếu các bạn dùng chậm, hầu như các bạn sẽ bị sốc lại sát thương và có khả năng sẽ nằm xuống. Đấy, cho nên các bạn hãy nhớ, khi sử dụng gián chỉ một combo duy nhất, và gọi là các bạn hãy luyện tập nhuần nhuyễn đi. Gián là một vị tướng nó rất là khó đánh, đòi hỏi các bạn phải luyện tập và chơi thật nhiều để hiểu được cái bộ combo này. Dù các bạn xem clip này của mình nói như thế này nhưng các bạn chỉ hiểu được vài phần thôi. Để các bạn chơi được tốt, bắt buộc các bạn phải chơi quen tay. Đây là các bạn xem là kích hoạt thứ 3 này. Kích hoạt thứ 3 bay vào này. Đấy. Các bạn thấy chưa? Thằng cá phi ní các bạn chỉ cần đánh vai cái là chết thôi các bạn. Chỉ cần nền vai cái là chết thôi. Nó cực kỳ gọi là đám cực kỳ to luôn các bạn nhé. Đấy, mình chuẩn bị có tích được cái gọi là cái mảnh nhất của gián thôi. Và mảnh nhất của gián các bạn biết rồi đấy, cực kỳ mảnh luôn, nó lướt các bạn biết bao nhiêu lần không? Nếu một combo thông thường các bạn sẽ được bay vào tầm 3 lần, gọi là nôm na là 3 châu lướt đi. Nhưng khi các bạn đạt level 12 các bạn có thể bay được tầm 4 lần, 5 lần, tầm gì 6 lần, tùy vào combat của dài hơi hay không nữa các bạn nhé. Đấy, tùy vào combat của dài hơi hay không thì các bạn có thể bay. Hy vọng tí nữa sẽ có một phát combat thì sẽ bay các bạn tầm 4-5 lần, các bạn xem lóa cái mắt luôn, bay lóa cái mắt. Đấy. Con gián này các bạn chơi khi nó thanh thục giống như tâm con thằng Nagaroth ấy thì các bạn lúc đó các bạn sẽ biết là giấy nó từ hôi, các bạn sẽ biết bao nhiêu giấy nó hôi luôn, chứ không các bạn không phải là nhìn cái màn hình chơi giấy nó hôi như nào cả. Chơi nó rất là kiểu cảm giác nhé, bởi vì gián là một vị tướng nó sử dụng chiêu thức nhiều trong một pha combat, cho nên các bạn sẽ thấy loạn mắt các bạn ạ, cho nên các bạn cảm thấy hơi khó, nhưng không sao, đây là một vị tướng đòi hỏi các bạn phải luyện tập nhiều thì các bạn sẽ cảm giác chơi thật tốt. Hy vọng các bạn phải luyện tập vị tướng gián này vì đây là một vị tướng léo đánh rất là tốt. Khi nào nên pick gián? Khi team địch có những cái vị tướng gọi là chẳng hạn Nagaroth này, thậm chí là chơi Flaw luôn, mình chẳng hạn là Flaw đâu, Zuka này, hoặc là những vị tướng sốc sát thương zone các bạn nhé, là chúng ta có thể là pick rất tốt vị tướng gián này để có từ những vị tướng đối phương các bạn nhé, cực kỳ mạnh. Đấy, thì trước khi ấy thì mình hy vọng các bạn nào có thể là ghé qua shop Mười Sương VN của mình, bởi vì là shop Mười Sương của mình thì đã làm lại hoàn toàn mới, cho nên hy vọng tất cả các bạn có thể là bỏ một chút ít thời gian có thể vào shop Mười Sương của mình để tham khảo. Và bạn nào có nhu cầu mua quân huy thì các bạn đừng quên hãy nhắn tin vào số Zalo của mình là 0585487777 để mình có thể là tư vấn trực tiếp cho tất cả các bạn nhé. Và chắc chắn rồi, đây là cái shop mà do chính mình làm, không còn hợp tác với ai nữa, cho nên cái việc các bạn sẽ không còn bị lỗi nạp tiền hay các bạn bị lỗi bất kể một cái vấn đề gì hết. Và tất cả những cái vấn đề mình sẽ giải đáp trực tiếp, và đặc biệt là cái shop của giảm giá 50%, các bạn cứ tha hồ thoải mái mà mua sắm các bạn nhé. Đấy, ủng hộ cho mình. Rồi, đây là cái thời điểm mạnh nhất của thằng của thằng gián rồi. Đây là cái thời điểm mạnh nhất của thằng gián. Nói chung là đây này, khi các bạn bắt đầu combo gián ấy thì chúng ta sẽ kích hoạt chưa 3 trước. Nhưng khi kích hoạt chưa 3 trước thì chúng ta sẽ phải cố gắng có cái nội tài cho hai. Đây các bạn thấy đấy, đám to vai trưởng nó luôn. Ủa, cái này chết rồi. Đấy, lỗi thật. Đấy, cái phá để đáng lẽ mình phải lấy cái nội tài chiêu 2, nhưng mình lấy nội tài chiêu 1 thôi. Loạn các bạn ạ, chơi đến tâm dư như cái loạn đấy, không biết cái đường nào mà lật lắm. Cho nên là clip này thì mình chỉ muốn gửi gắm đến cho tất cả các bạn một cái combo chuẩn của nó, đó chính là kích hoạt chiêu 3 này. Đấy, và trước khi kích hoạt chiêu 3 phải có nội tài chiêu 2 này. Rồi các bạn sẽ tải kích hoạt chiêu 3 vào nhá, tải kích hoạt chiêu 3 không đánh thương, tải kích hoạt chiêu 3 thì dừng luôn ngay chiêu 2, dùng ngay luôn chiêu 2 thì đánh thương một cái, rồi dùng chiêu một xong kích hoạt luôn chiêu 2 thật nhanh thì chắc chắn một bộ combo này mất trúng người thì nó sẽ chết, và chúng ta sẽ kích hoạt tiếp theo chiêu 3, bởi vì nó sẽ hôi chiêu 3 mà. Đấy, bây giờ nó giết một vị tướng hoặc là hỗ trợ như nào đấy thì nó sẽ kiểu kéo ra cái thời gian ra, và các bạn sẽ được hôi chiêu 3 liên tỏi luôn các bạn nhé. Và quan trọng nhất là trong combat tổng thì gián nó sẽ chơi gì, chắc chắn rồi, gián
khi tất cả các bạn cầm bất kỳ một vị tướng đi rừng nào đi chăng nữa, thì cái việc các bạn kẽ những cái vị tướng xà thủ pháp sư chủ lực của nó là cái việc easy, thì gian nó cũng không thể tránh khỏi. Khi mà thằng Kali và thằng xà thủ của nó là những cái vị tướng bắt buộc các bạn sẽ phải loại bỏ trong cái giao tranh thì các bạn mới có thể có chiến thắng được. Thì mình sẽ tập trung tối đa nhất là sẽ tận dụng vào một là thằng Kafeni, hai là thằng Kali. Mình sẽ loại bỏ một trong hai trong giao tranh thì lúc đó mình sẽ bay vào trong combat và giao tranh chắc chắn sẽ thắng. Và làm thế nào để bắt được nó thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ phải di chuyển đơn lẻ, gian không phù hợp hoặc là chơi không tốt khi tất cả các bạn gian trần 5 năm đối phương mà biết được cái sai của các bạn ở đâu thì là một cách chơi không tốt. Thì mình khuyên các bạn gian, các bạn hãy chơi ẩn sáng chi thuật chẳng hạn cái pha này. Khi mình đủ chiêu hai rồi thì mình thậm chí là từ từ bình tĩnh cái pha, thậm chí là từ từ rồi ngắm bắn rồi. Ôi nó xấu đấu quá các bạn ạ. Mình định cái khoạt cái bán để bắn trụ cái phá đấy nhưng mà không được rồi. Rồi cái phá này thì thằng Kali mình không bắt được thì mình sẽ chờ thằng Kafeni. Rồi thằng Kafeni, ôi thằng Kafeni nó mạnh thế anh em. Từ từ bình tĩnh, không được. Các bạn thấy chưa? Bởi vì là cái tiếp cận con gián này, khi các bạn tiếp cận chiêu 3 của nó mà không dính ấy thì nó là một cái rất là khéo. Nên từ từ bình tĩnh các bạn nhé. Phải chờ thằng Na đang đẩy được đường trên kìa. Từ từ thằng Na đẩy đường trên. Rồi cái phá, ôi thằng Kafeni bắt này rồi, cái khoạt đánh rồi. Bắt được Kafeni rồi. Thôi cái phá này mình từ từ các bạn nhé. Chim cút không biết bắt được hay không. Thằng Na đẩy, ôi thằng Na vẫn đẩy anh em ạ. Tình hình có ai về không? Thôi mình về phát anh em ơi. Thằng Na chơi kiểu cưng lao à. Đẩy nha, đẩy lẻ nè. Thôi mình sẽ chậm một bước các bạn nhé. Đấy, cho nên là tổng kết cái clip này thì mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn, đó thứ nhất là các bạn hiểu về vị tướng gián, về từng chiêu thức, đó là chiêu 1 như nào, chiêu 2 như nào. Thì mình muốn hướng tới các bạn ở cái combo nội tạng chiêu 2 thì nó sẽ sử dụng tầm 90% trong tất cả các tình huống. Đấy, rồi cái pha này mình sẽ tiếp tục di chuyển bắt lẻ nhé. Ủa trời, cái pha này lùi xa. À đây, chiêu 3, rồi cái quạt dính một phát. Rồi ngon lành. Đấy, chưa ba luôn, trời ơi, cái phá này thằng mũ đắt đỏ đen, từ bình tĩnh các bạn nhá. Mình vẫn còn chưa ba này, chưa ba, mình vẫn còn, mình sẽ bắn thủ phá này này, rồi đấy, chưa ba con này, thằng nào ra, từ, 7 giây hồi chưa ba tiếp nhá. Mình sẽ hồi tiếp chưa ba này, dư mình bay được 2 lần chưa ba rồi, rồi đây, phát này phát từ ba này, đây, ba lần chưa ba các bạn nhá, mà mình lướt này dư là tầm bao nhiêu lần mình không nhớ nữa rồi. Clip này kết thúc và tạm biệt tất cả các bạn vào clip 6 nha, bye bye.